trong bộ phim đang làm chao đảo màn ảnh nhỏ Hương Vị Tình Thân, bên cạnh những gương mặt trẻ quen thuộc của màn ảnh nhỏ như Thu Quỳnh, Phương Oanh, Mạnh Trường, Anh Vũ, sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội cũng là điểm nhấn tạo sức hấp dẫn đối với khán giả, trong đó có nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh. Bà là một trong những cây đề của màn ảnh Việt. Nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh từng tốt nghiệp trường sân khấu Việt Nam từ đầu những năm 70. Thời điểm ấy, bà là một trong những nữ diễn viên hàng đầu được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng. Bộ phim ghi dấu ấn đầu tiên của Như Quỳnh với khán giả là bài Ca Ra Trận, tiếp theo đó bà lại góp mặt trong Bom Tấn Đến Hẹn Lại Lên. Cũng chính vai nết trong phim này đã giúp giai nhân này nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3. Thời điểm ấy, khán giả mệnh danh Như Quỳnh là ngọc nữ màn ảnh Việt. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cũng là một trong những nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tham gia trong các dự án phim cùng với các nhà sản xuất nước ngoài, và cũng chỉ có bà được các đạo diễn Việt Kiều tin tưởng để trao vai. Mỹ nhân màn ảnh thời ấy liên tục góp mặt trong các phim hợp tác với Trung Quốc, Pháp như Hai Cô Con Gái Của Ông Chủ Vườn Thuốc Trung Hoa, Ông Dương. Có vẻ như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cũng rất có duyên với các đạo diễn Việt Kiều, vì sau những lần hợp tác với họ bà đều tạo được ấn tượng mạnh với khán giả, mà phim Xích Lô là một ví dụ điển hình. Trong bộ phim này, Như Quỳnh vào vai chị Đại luôn mang trong mình nỗi đau vì bị bỏ rơi. Nhân vật có nội tâm phức tạp và chuyển biến tâm lý liên tục, phải nói là một vai rất khó, nhưng nữ diễn viên này đều cân đẹp hết bằng lối diễn xuất thần. Trong tác phẩm này, Như Quỳnh có nhiều cảnh quay táo bạo với tài tử điện ảnh Hồng Kông Lương Triều Vĩ. Sau đó, Như Quỳnh lại tiếp tục có màn kết hợp với diễn viên Việt Kiều Lê Thái Hòa trong dự án Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô. Trong tác phẩm này, bà vào vai một người phụ nữ trung niên đem lòng yêu chàng trai trẻ, bị con tim lấn át lý trí. Có thể nói đây cũng là vai diễn để đời của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong sự nghiệp diễn xuất. Đến năm 2007, nữ nghệ sĩ giành giải thưởng diễn viên nước ngoài xuất sắc do đài truyền hình SBS của Hàn Quốc trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim Cô Dâu Vàng. Đây là dự án phim giữa các đơn vị sản xuất phim hai quốc gia cùng hợp tác. Tác phẩm kể về một phụ nữ Việt có con với người đàn ông Hàn Quốc, nhưng do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh mà họ phải ly tán mỗi người một nước. Lối diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong bộ phim khiến nhiều làm phim xứ sở kim chi phải ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp truyền hình, điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cũng làm người mẫu, diễn xuất cho nhiều chương trình quảng cáo. Trong những năm gần đây, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn liên tục phủ sóng màn ảnh với những vai diễn phụ huynh khiến khán giả ấn tượng. Năm 2015, nữ diễn viên gạo cội này đóng vai chính trong tác phẩm Lời Ru Mùa Đông của đạo diễn Mai Hồng Phong. Đây là một vai diễn nội lực, có diễn biến tâm lý phức tạp, người mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn nhưng vẫn bị cô đơn trong chính gia đình mình. Lối diễn xuất thần của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã nhiều lần khiến khán giả rơi nước mắt. Trước khi tạo hiệu ứng lớn với vai bà Dần trong Hương Vị Tình Thân, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cũng khiến khán giả ấn tượng với vai bà Dịu, bác của thầy giáo Duy Thanh Sơn trong Đừng Bắt Em Phải Quên. Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng nữ diễn này đã làm tốt vai trò như một cây cao bóng cả giúp những đàn em, đàn cháu thế hệ tiếp nối thể hiện, truyền tải trọn vẹn tâm lý nhân vật mà họ hóa thân. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh có tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù bận bịu với công việc diễn xuất nhưng người phụ nữ này vẫn đảm đang lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Bà kết hôn với nhiếp ảnh gia Hữu Bảo, có chung hai cô con gái. Có thể nói, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh như một tượng đài của phim Việt, gắn liền với ký ức, thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả truyền hình và cũng là tấm gương sáng cho dàn diễn viên tiếp nối, noi theo để phấn đấu trên con đường hoạt động nghệ thuật. Mong rằng nữ diễn viên này luôn khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến, mang đến những vai diễn ấn tượng như bà Dần trong Hương Vị Tình Thân. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.